Những ngày này, xuôi theo quốc lộ 61C từ thành phố Cần Thơ về thành phố Vị Thanh, sẽ bắt gặp hai bên đường những cánh đồng lúa đông xuân chín vàng, trải dài ngút mắt. Tại nhiều nơi, nông dân đang tất bật thu hoạch lúa với niềm phấn khởi vì lúa đạt năng suất cao. Đây, năm nay là ai cũng đều phấn khởi mà giá được giá, rồi hai nữa lúa nó trúng. Theo là năm rồi là 1 hecta đó là tầm 1 hecta nhỏ đó là cỡ 6 tấn, 6 tấn rưỡi. Năm nay trúng. Năm ngoái có 4,2 à, năm nay được 4,9. Lời ăn công khoảng là 3 triệu mấy, 4 triệu. Năm nay toàn tỉnh Hậu Giang gieo xạ gần 78.000 hecta lúa đông xuân, hiện đã thu hoạch được hơn 3.500 hecta lúa với năng suất đạt gần 7,4 tấn trên 1 hecta. Nhờ thời tiết thuận lợi, lượng phù sa về nhiều nên chi phí sản xuất vụ này ở tỉnh cũng giảm, tính ra chi phí giá thành khoảng 2.800 đồng trên 1 kg lúa. Giá thành sản xuất thấp nhưng lúa đạt năng suất cao và bán được giá, nên sau khi trừ chi phí sản xuất, nông dân có được nguồn lợi nhuận từ 35 đến 40 triệu đồng trên 1 hecta. Nỗi lo lớn nhất ở vụ lúa này hàng năm là xâm nhập mặn vào cuối năm. Thì năm nay nhờ chủ động các giải pháp phòng chống mà nông dân trúng vụ lúa này. Cái vấn đề ngại về mặn thì chúng ta cũng an tâm. Bởi vì cái điều kiện hiện nay là chúng ta rất là chủ động trong vấn đề này. Và cũng có kế hoạch rất là sớm để mà thực hiện. Tức là các cái giải pháp công trình và phi công trình thì chúng ta đã và đang thực hiện. Thì cái phần này năm nay cái ảnh hưởng mặn đối với cái trà lúa đông xuân muộn thì chúng ta rất là an tâm. Theo báo cáo từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các địa phương trong tỉnh Hậu Giang, dự kiến vào cuối tháng 3 này, nông dân sẽ bước vào cao điểm của đợt thu hoạch lúa đông xuân và đến khoảng giữa tháng 4 tới, nhiều địa phương sẽ thu hoạch dứt điểm. Hiện tại, nhiều hộ thu hoạch lúa đông xuân sớm đã bắt đầu vệ sinh đồng ruộng và xuống giống vụ lúa hè thu 2018.